Cách làm bánh pizza mini vừa xinh vừa ngon khỏi chê. Những chiếc pizza mini xinh xinh, nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng lại có sức hút vô cùng vì hương vị thơm ngon của pizza. Pizza mini hải sản với vị tươi ngon của hải sản, hòa quyện với phô mai béo ngậy. Cách làm bánh pizza này khá đơn giản, chỉ thua kém nhau về định lượng so với những chiếc bánh pizza size lớn. Đặc điểm tiện lợi của bánh mini là phù hợp với khẩu phần một người ăn, thích hợp cho những ai yêu thích hương vị pizza nào đó và chỉ có một mình, lại không muốn tốn tiền gọi bánh pizza size to. Vẫn hội tụ mọi ưu điểm từ màu sắc, hương vị tới kiểu dáng, bánh pizza mini sẽ giúp bạn được thỏa cơn thèm mà không tốn quá nhiều chi phí. Trong bài này sẽ nêu cách làm bánh pizza mini hải sản để thưởng thức. Nguyên liệu: 100g bột mì đa dụng, 60ml nước ấm, 2g men khô, 5g đường, 2g muối, 10ml dầu ăn, 100g phô mai tươi, 50g mực, 50g tôm, 1/2 trái ớt chuông, 3 muỗng canh sốt cà chua. Cách làm bánh pizza mini. Bước 1, cho men, đường, nước ấm vào chung với nhau, quậy cho tan. Để trong vòng 10 phút cho men hoạt động. Bước 2, đổ dầu ăn, nước men vào thau đựng bột, muối. Dùng máy độ bột trộn với tốc độ thấp để bột quyện lại, tăng tốc độ nhanh hơn và đánh thêm trong vòng 5-10 phút để thu được một hỗn hợp mịn, không quá dính. Trong trường hợp không có máy độn, bạn nhồi bằng tay trong vòng 20-30 phút. Qua bột tròn lại, đặt vào thau, đậy kín bằng màng bọc thực phẩm, ủ trong vòng 30-40 phút. Bước 3, đợi bột nở thì bạn bật lò nướng ở 240 độ C vào miệng phô mai. Thái sợi ớt chuông, mực và tôm rửa sạch. Mực thái thành từng lát vuông vừa ăn, tôm lột sạch vỏ, ướp hai loại hải sản với một muỗng cà phê dầu ô liu, một chút xíu muối, tiêu xay. Bước 4, bột ủ xong lấy ra, cán mỏng khoảng 2 mm. Quét lớp sốt cà lên trên, rắc một nửa phô mai cho hải sản, ớt chuông, rắc phần phô mai còn lại. Đặt bánh lên khay nướng, có lót giấy chống dính. Đặt vào lò, nướng 15 phút. Bánh chín, phô mai chảy vàng hấp dẫn. Món bánh pizza mini thơm ngon đang chờ đón bạn thưởng thức. Để biết thêm thông tin chi tiết về các cách làm bánh Á hay bánh Âu, bạn vui lòng để lại thông tin ở nút đăng ký hay like bên dưới để được hỗ trợ tư vấn miễn phí nhé. Chào thân ái, MC Donien. Ngày 18 tháng 3, 2023.